Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, tại sao hôm nay nó lại nóng nực thế này? Tại sao hôm nay nó lại mệt mỏi thế này các bạn ơi? Tính ra bạn là mình đã đi phiêu lưu cũng đã được mấy tháng trời rồi, đã tiêu diệt biết bao nhiêu quái vật rồi, vậy mà bây giờ đi bộ thôi mà cũng thấy mệt nữa bạn à. Thiệt luôn á, thời tiết thì bây giờ nóng nực bực bội gì đâu á mà còn mệt nữa. Ủa, ông có thấy mệt không vô mất? Ủa, vô mất rồi. Ủa, vô mất rồi. Ủa, chạy. Bắt bướm hải hoa, hải hoa bắt bướm, ha ha ha, vui quá trời luôn. Ê, vô mất, vô mất. Ông làm cái gì vậy? Hả trời. Tôi đang mệt, tôi đang hỏi ông không chịu quan tâm đến tôi thôi, tự nhiên ông đi hái hoa bắt bướm mới làm gì vậy? Hả? Trời trời, không phải ông bảo là tụi mình đi cắm trại đúng không? Mình đi phiêu lưu đúng không? Phiêu lưu mình đi giúp người đó thì mình phải vui vẻ đó chứ, sao mệt hoài vậy? Tào lao à. Tính ra bọn mình đang đi phiêu lưu để giúp đỡ mọi người tiêu diệt quái vật. Nhưng mà tôi cũng là con người mà, tôi đâu phải là gọi là người đến từ hành tinh vô mốt giống như ông đâu. Tôi cũng biết mệt chứ bộ. Giờ tôi mệt quá thôi, chắc tôi về nhà, tôi không đi phiêu lưu đâu, cho tôi về đi. Trời trời, gì cày vậy, mới đi nửa đường mà mệt nè. Ủa bây giờ còn bị mệt đúng không? Đúng rồi, mệt muốn chết nè. Có cách nào không? À, có cách liền, 1 phút 30 giây, chờ xíu. Đây. Hả vậy? Sửa vô mốt. Trời ơi, vậy mà từ nãy giờ không chịu đưa tôi với ông này quá đáng ghê luôn á. Đây để tôi uống miếng nè. Mấy bạn à, mấy bạn biết gì không? Một khoảng thời gian mình đi tiêu diệt quái vật quá là mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ cần uống hộp sữa vô mốt lên. Nhâm 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 nhâm. À, nạp năng lượng vô, một cảm giác thật vô mốt. À, trời ơi, quá đã luôn mày ơi. Khỏe rồi, khỏe rồi. Giờ mình đi kiếm quái vật đánh nhau tiếp đi, vô mốt đi, đi đi. Ôi trời ơi. Đây, cái uống là gọi là uống sữa cái là gì ta có sức lực liền vậy hả? Đúng rồi, trời ơi. Uống sữa vô cái tôi khỏe liền luôn nè. Ê, hay là bây giờ bọn mình đi vòng vòng ở đây kiếm coi có ngôi làng nào đó, bọn mình đi vô xin một ít đồ ăn đi, chứ uống sữa không là cũng gọi là người ta cũng chưa đủ no nữa. Tôi giờ tôi muốn ăn thêm gì nữa nè. Hay uống sữa là tăng năng lượng rồi. Bây giờ đi kiếm đồ ăn đi. Ui, vô mốt đi. Tôi thấy rồi kìa, có một ngôi làng ở trước mặt bọn mình kìa. Ui, vậy là sắp có đồ ăn rồi. À, trời ơi, từ nãy đến giờ đi kiếm mãi mới thấy một ngôi làng các bạn ơi. Ủa, vô mốt, khoan từ cho tôi hỏi này nha. Hình như ngôi làng này là ngôi làng của ông phải không? Ủa, ông bị khùng hả? Không lẽ ngôi làng nào có màu xanh với màu cam của tôi là làng của tôi vậy? Ờ, thì tôi thấy cái ngôi làng này nó y hệt ông luôn nè. Nó có màu xanh với lại màu cam nè. Y hệt ông luôn. Cà dạ? Rốt, yeah, tôi sẽ lấy cà rốt tôi ăn. Trời ơi, sáng giờ đói quá trời luôn nè. Ê, không được. Ông không biết gì hết trơn á. Nè, ông làm như vậy là không nên. Mấy bạn nhỏ đừng bắt chước vô mốt nha. Vô mốt không biết gì hết trơn. Đúng là vô mốt đến từ hành tinh vô mốt cho nên là núp quá, không biết gì hết trơn á. Đồ ăn á, cái này á là của dân làng trồng, cho nên á chúng ta cần phải gọi là xin phép dân làng thì chúng ta mới được quyền lấy ăn, hiểu không? Hiểu không? Ai biết chứ, tôi trên thành phố tôi có làm này đâu. Tôi xin không nè, xin là người ta cho luôn á, tôi lấy luôn á, chứ tôi xin đâu. Ai biết trời đâu. Ơi, ủa vậy là ở trên hành tinh vô mốt của người của ông là ông cứ vô trong làng người ta ông lấy đồ ăn, ông không thèm xin ai luôn hả? Cái gì kỳ vậy? Ủa chứ sao, ai cũng chả vậy, vô lấy cái rồi về thôi chứ có làm trời gì đâu. Ơi, vậy là không được rồi. Đúng là hành tinh vô mốt khác với hành tinh của con người chúng ta bạn ạ. Ồ, tôi hiểu rồi, bây giờ mình phải đi xin đúng không? Đúng rồi, mình phải xin phép người ta mình mới được quyền lấy, hiểu không? Rồi bây giờ đi theo tôi nè. Ơi, nhưng mà vô mốt ơi cũng may ghê luôn ha. Tính ra bọn mình đi từ nãy giờ cũng trời sắp tối luôn rồi nè. Đó, ông mặt trời chuẩn bị lặn luôn nè. Bây giờ mình vô trong làng, mình xin người ta đồ ăn, sau đó mình xin người ta cho mình ở lại để mình gọi là nghỉ một hôm. Đó, rồi ngày mai mình đi tiếp nha. Ok. Để tôi vô coi. Bác dân làng ơi. Ủa không phải bác dân làng hả vậy? Bác dân làng ơi. Ủa kỳ vậy ta? Sao bình thường ngôi làng này tôi nhớ là sẽ nhiều bác dân làng á mà sao lần này không thấy ai vậy ta? Ủa? Trong cái nhà màu cam này. Trong cái nhà màu cam này cũng không có ai luôn vô mốt ơi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Làng gì đâu mà không có ai vậy? Sao mà tôi nhớ là làng trong Minecraft là bình thường là sẽ nhiều bác dân làng á mà sao lần này không có ai vậy ta? Đâu, để mình vô thử trong cái nhà của bác thợ rèn coi. Từ để mình đi qua bên nhà bác thợ rèn mình xem thử coi bạn ơi, bình thường là trong nhà bác thợ rèn. Ôi trời. Rồi, không có bác thợ rèn luôn, còn có mỗi cái rương. Ờ, trong cái rương này có gì không ta? Ờ, có kiếm cúp sắt nè thôi, nhưng mà cái này đồ của bác thợ rèn không được lấy nha vô mốt. Nha vô mốt. Không được lấy nha. Bạn ơi, tìm được ai chưa? Sao tôi đói bụng quá à, xin được ai chưa? Chưa, từ nãy giờ đi vòng vòng không kiếm được ai hết trơn. Ôi khoan, tôi mới thấy ông cầm gì đó. Tôi mới thấy ông cầm cái bó lúa đúng không? Ông dám lấy mà không chịu xin phép đúng không? Không chịu xin phép nè. Ôi đói gần chết à. Trời ơi. Vô mốt này, từ từ đợi xíu để tôi hỏi bác dân làng này mới được lấy, không có được tự tiện vậy. Ui,
Ê, giống hết, giống hết. Bên này nè, có một bán dân làng nè. Trời ơi, may quá luôn á. Ủa mà sao tự nhiên nguyên cái làng to như thế này mà có đúng một bác dân làng này vậy ta? À, bác ơi. Ồ, dạ dạ, dạ con chào bác. Chào bác đi vô mốt. Mình là gặp người lớn mình phải chào chứ. Con chào bác ạ. Dạ con chào bác. Ủa bác ơi, cho con hỏi tại sao ngôi làng mình không có ai vậy, có mỗi mình bác vậy bác? Trời ơi, tôi buồn quá cậu ơi. Ủa, sao tự nhiên bác lại buồn? Tính ra là trong làng này có mỗi mình bác thì bác tha hồ gọi là ăn uống rồi là làm gì cũng được hết trơn, có mỗi mình bác à, sướng quá trời, cái gì đâu buồn bác. Cậu không biết gì hết trơn á, tính ra ngôi làng này của tôi đông người lắm chứ đâu phải có một mình tôi đâu. Nhưng mà vợ con tôi với lại mọi người trong làng ai cũng bị bắt hết rồi cậu ơi. Hả? Cái gì? Bị bắt á? Ủa? Sao tự nhiên lại có ai đi bắt cóc dân làng làm gì vậy ta? Ủa bác, mà sao tự nhiên lại bị bắt? Tôi đâu có biết gì đâu. Tự nhiên một hôm á, tôi đang ở nhà nè, thì có một bầy zombie chạy đến ngôi làng này, sau đó bắt hết tất cả mọi người đi luôn. May mắn á là tôi trốn thoát được á. Giờ tôi không biết là mọi người dân làng đang ra làm sao nữa. Cái bọn zombie á, nó ở ngoài biển á, cậu đến đó cứu dân làng giúp tôi được không? À, thì ra là do bọn zombie làm. Ôi đúng rồi bạn ơi, bình thường zombie á là nó sẽ tìm cách để bắt ăn thịt dân làng. Kiểu này là mình lại có thêm việc để làm rồi. Thôi được, bác yên tâm, con sẽ giúp bác. Con và dâu mốt sẽ cùng nhau đi giải cứu dân làng. Bác cứ yên tâm nha, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu diệt bọn zombie để giải cứu dân làng nha dâu mốt. Được không? Chiến đấu thôi, đi thôi. Rồi, ra ngoài đây ngoài. Trời ơi, lâu lắm rồi mới có quái vật để tôi chiến đấu á. Tôi ngứa tay, ngứa chân lắm rồi á, vô mốt ơi. Từ từ, trước khi đi, cậu phải có một thứ. Đây, cậu nè. Đâu? Ai phải uống sữa vô mốt trước khi đi chiến đấu. À, đúng rồi, sữa vô mốt để biến hình mấy bạn ơi, mình quên mất. Trời ơi, bây giờ á thì mình sẽ uống sữa vô mốt vô. Và sau đó, mình sẽ biến thành siêu nhân vô mốt nha bạn nha. Bây giờ mấy bạn hãy xem đây. Ôi nhầm. À, một cảm giác thật dầu mod. Siêu nhân dầu mod biến hình ha. Hùng chiều. Ok bạn ơi, và bây giờ mình đã biến thành siêu nhân dầu mod rồi nè. Vẫn là cái bộ giáp của mình nè, bạn thấy xịn chưa? Xịn sò con bò chưa? À, quá là ngầu luôn, nhìn như người sắt luôn bạn ơi. Rồi ok, bây giờ dầu mod, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vô cái ngôi đền của quái vật để tiêu diệt bọn quái vật nào. Trời ơi, chưa gì tôi thấy có con quái vật gì bên đây nè, vô mốt ơi. Quái vật ngựa nè. Còn bên này là nguyên con quái vật gọi là cá voi luôn nè, vô mốt. Trời ơi, ủa hình như bọn nó không phải quái vật. Vô mốt ơi, hình như nó trong đây mới đúng nè. Xuống đây. Tôi nhận. Trời ơi, làm tôi gọi là suy nghĩ nãy trừ. Vô đây, xem thử coi. Ôi, đây chính là cái ngôi đền của quái vật hả? Ủa? Ở vô mốt, sao mà tôi thấy, tôi đi đâu tôi cũng thấy màu cam với màu xanh của ông hết vậy? Tôi biết gì hết trơn nha, cái này là do cái logo đó kiểu vậy, do màu, tôi biết gì đâu. Có phải? Có màu của tôi à? À, có phải ông chính là quái vật đúng không? Ông bị không nè, tự nhiên cái màu này lên, tự nói tôi là yêu quái vô duyên. Thôi, tôi giỡn, từ tôi xem coi. Ủa? Bác dân làng kêu là bọn yêu quái trong đây mà sao mà vô đây không thấy ai vậy ta? Vô mốt đi kiếm thử coi. Này tôi kiếm nè, sao không có ai hết trơn ta? Hay là bà biết bọn yêu quái đi nghỉ lễ đi hết trơn rồi. Ê, dạ? Vô mốt, ơi tôi thấy cái cần gạt gì nè. Hiểu rồi, hình như là mấy cần gạt này là để mình mở cái gì đó hay sao vô mốt ơi. Mình thử mình đi, mình gạt hết mấy cần gạt đi vô mốt. Ui, bên này cũng có nè. Thử nè. Bên này cũng có nè, trời ơi nhiều quá à. Bên này nữa nè. Ôi. Ui. Vô mốt. Bên này nè. Nhìn nè. Nó mở ra một cái hầm. Ôi, đi xuống thử vô mốt đây, đi xuống thử. Chắc chắn là quái vật ở trong đây rồi. Xuống đây. Trời ơi. Vô mốt ơi, vô mốt nhìn nè, ở dưới đây cũng quá trời xương luôn, ghê quá à. Trời ơi. Cả chắc với cậu là con yêu quái này sẽ cực kỳ mạnh luôn. Nhìn này là biết mà, nó ăn quá trời luôn nè. Nó ăn nhả xương ra để tùm lum tùm la, nó không thèm dọn dẹp luôn. Trời ơi, nó ăn xong nó nhả xương, nó ăn nguyên con bò luôn nè, vô mốt. Nhìn nè, thấy không? Trời ơi, trời ơi. Thôi để tôi xem coi, ở đây. Ôi, vô mốt ơi, ở bên dưới đây có zombie dân làng nè. Ôi, chết rồi, vậy là những người dân làng này bị biến thành zombie rồi. Ở vô mốt, bây giờ ông hãy gọi là dùng gọi là cánh tay sức mạnh của ông đấm bể cửa này để tôi đi qua coi vô mốt. Giúp tôi đi. Trời ơi, đơn giản, tôi là tôi lấy đà chứ tôi không có lấy tay gì không, tôi lấy cái đà lấy cái đầu. Trời ơi, cũng có okay. Đà đây. 1, 2, yeah. Ui, ghê quá. Quá đỉnh luôn vô mốt. Ok, tiến vô thôi nào. Quái vật zombie dân làng hả? Hey. À, quái vật zombie dân làng. Ê, vô mốt, sư phụ tôi. Đây
tôi phụ, tôi nhìn tôi sợ quá. Cậu đánh được không? Tôi có kém đâu. Cố lên, cố lên, cố lên. Tính ra tôi dẫn ông theo để phụ tôi đánh quái vật mà sao ông để mình tôi đánh hoài vô mất. Ê, cậu biết thành siêu nhân với tôi là tôi đứng tôi cổ vũ cậu rồi còn gì nữa. Cố lên, okay. Siêu nhân vô mất. Thôi cậu làm hỗ trợ tôi được rồi. Ôi, có nguyên con gì đây? Ôi, này thì quái vật zombie dân làng nè. Ôi, cậu nhanh dữ vậy ta, hay ta. Ây da, tất cả là nhờ vào thanh kiếm vô mod này nè. Trời, đâm quá. Thôi, để tôi qua tôi quẩy phụ cậu. Hay, cha, rồi chạy. Trời, vô mod đi. Tôi quýnh nãy giờ tôi đuối sức rồi, cho xin hộp sữa vô mọi người. Đây, đây, có tôi, đây, đó, uống vào, lấy năng lượng đi. Mới có một con quái vật thôi mà từ nãy giờ quýnh hơi bị mệt để vô mod à. Ok, đi thôi. Hình như chỗ này mình phải bắt cua lên này vô mod ơi. Đây. Rồi xong tôi té rồi. Trời ơi, làm siêu nhân mà bắt cua gà vậy ai. Ui nè, tôi đùa thôi, tôi nhảy một phát rồi tôi lên luôn trong coi nè. Đây tôi nhảy lại trong coi nè, chẳng qua hồi nãy tôi nhìn bằng cái góc nhìn kia tôi không thấy được thôi, cho nên tôi mới nhảy không được. Giờ tôi nhảy được rồi nè, thấy không? Đó, lên nè. Đó. Ghê. Ghê không? Rồi thôi bây giờ. Bây giờ mình coi hình như cái nhà tù này còn nhiều á. Chèo đây nè, vô mó đây. Ui trời ơi, cái gì dưới vậy? Ôi, ở bên dưới đó có cái nước gì màu xanh xanh kìa, ghê quá à. Ôi, có khi nào là nước độc không vô mó? Mình là biết rồi, cần gì phải hỏi. Xuống thử đi. Trời ơi, sao bời tôi quay cuồng vậy ai? Hả? Sao đánh bắt vậy? Trời ơi, bị gì vậy vô mốt? Không thấy đường, trời ơi. Không thấy đường luôn hả? Gì ghê vậy? Đâu, từ tôi xuống thôi coi. Ui, hây. Ủa, có chuyện gì xảy ra đâu? Hây, trời ơi. Vô mốt ơi, tôi hiểu rồi, cái nước này làm cho chúng ta bị mù nè vô mốt. Cái nước, nó vừa ghê quá hả? Bây giờ mình làm sao đây? Thì mình phải tìm cách mình đi qua thôi chứ sao? Hình như cái chỗ này có chỗ để mình bắt cua nè. Mình bắt cua đi qua vô mốt. Hây. Ôi. Ok. Rồi tôi qua đường này vô mốt. Ủa sao cậu thấy đường vậy? Tôi có thấy đường vậy đâu. À đây. Cố lên. Ôi trời ơi. Không thấy được. Không thấy được. Trời ơi, tôi chỉ cần lại gần thôi là tôi bị mù liền vô mốt ơi. Cẩn thận á, ông ngâm mình ở dưới đó, tí nữa là ông bị mù luôn á. Này tôi qua rồi. Ôi. Ok. Ôi trời ơi, may mắn thiệt. Rồi qua phòng tiếp theo. Ôi con gì vậy? Trời ơi. Cái gì mà con chuột siêu to khổng lồ vậy? Ôi chuột. Chuột dùng mà có râu kìa. Ghê quá. Trời ơi, tôi hiểu rồi, vô mốt đây. Đây chính là con chuột zombie chứ không phải là chuột bình thường. Ông nhìn bọn nó kìa. Nó có màu xanh, thấy không? Nó là chuột zombie đó. Thấy rồi. Ngay nó có hai cái đuôi kìa, chuột mà chỉ có một cái đuôi mà tại sao nó lại có hai cái đuôi? Tôi không biết nữa. Trời ơi, tôi thử coi. Ê mấy con chuột, uống sữa vô mốt không? Thành như không uống. Cái gì vậy? À, thì ra mấy con chuột này gọi là nó chỉ muốn ăn thịt bọn mình thôi chứ nó không muốn uống sữa vô mốt á, vô mốt ơi. Tất nhiên rồi, mấy con này nhìn là biết liền à. Bây giờ xử nó liền đi Phong Cận ơi, tôi nhìn tôi ghê quá, tôi sợ chuột lắm. Ok. Để tôi tiến lên nào. Ôi, con chuột nè. Ui, nó cắn tôi. Ôi, nó cắn tôi. Ôi trời, nó đi hai chân kìa, ghê quá. Trời ơi, đi bằng hai chân. Con chuột này đi bằng hai chân luôn vô mốt ơi. Trời ơi. Nó có màu xanh mà nó ghê quá. Có màu xanh nó đẹp hơn. Yên tâm đi, tôi cứu ông là vô mốt. Ơi, chúng ta cùng nhau hiệp lực quýnh nó nào vô mốt. Một con đây, nè. Một ơi, con đây. Con thứ hai nè. Ở đây. Cho nè, cho chết ơi, nè. Đó. Này, chết nè. Mình ép đánh, vô tường vô mốt. Mày, con này tôi ghê quá. Ây da, đâu quá. Ây da, đâu quá. Ok, bên này còn một con nữa. Ơi, chuột cái chúng tôi nè. Con gì thiệt gớm vậy? Ôi, con gì thiệt ghê vậy? Con kia hình như là con... Cái con này hình như là con của con chuột hay sao? Con liên quan với trơn mặt. Đây. Ok, hey, mày giết luôn con này luôn. Quái vật nè. Ok. Ôi. Kinh dị quá à. Tính ra ở bên dưới đây đúng là hang động của zombie. Nó có mấy con bị biến hành zombie trông đáng sợ bạn ơi. Chuột cũng biến hành zombie được nữa. Ghê thiệt. Okay. Ui, ghê quá à. Còn gì không? Chúng mất. Cái gì vậy? Đi. Con gì vậy? Chạy thấy ghê quá. Cái con gì mà sao nó xanh đẹp xanh lép vậy? Con này con gì nè? Đúng là bọn zombie bọn nó có màu xanh. Ơi sao ông cũng có màu xanh vậy mốt? Ông là zombie đúng không? Không mẹ, cái bạo tôi là màu xanh thì chết giờ rồi. Nghe không? Ok. Mệt quá. Vô mốt ơi, tôi nghĩ rằng là kiểu này tôi không đánh nhau với bọn này được đâu. Tôi cần phải nạp thêm gọi là sữa vô mốt. Cho tôi thêm sữa đi. Tôi. Cậu phải bình tĩnh, uống sữa vô mốt vô cậu sẽ bình tĩnh lại, được không? Ok. Uống thêm thôi. Nhầm. Nạp năng lượng vô. Một cảm giác thật vô mốt. Ok, mình nghĩ là bình tĩnh chưa? Ok, tôi tăng thêm sự can đảm rồi đó. Tiến lên nào vô mốt ơi. Trời ơi. Quái vật. Có gì vậy? Quái vật, uống sữa nó cao tụi mình luôn, mình quánh không được luôn á.
Trời ơi, nó cao hơn mình, nó còn biết bay nữa chứ. Mày, ui, một con. Một con. Bên đây nè. Mày, ui. Ở vô bot, bây giờ ông đâu mà. Bây giờ ông quýnh một con hay tôi quýnh một con nha. Ok. Đây rồi, tôi quýnh nè. Quái vật hả? Ây da. Trời ơi, nó ép tôi vô tường rồi, vô bot ơi, chết tôi rồi. Ném tôi vô tường. Tôi ra đi cứu cậu nè. Trời ơi, sao cậu bị ép vậy đây? Hay quá. Ui. Ok. Ơi, vô bot, bữa nào ông chế cho ông một cây kiếm vô bot luôn đi, cho nó mạnh, cho ông quýnh bằng tay yếu xìu à. Trời ơi, chế tôi chỉ cái kiếm ông đang cầm là của tôi đó. Nói chuyện gì vậy? Quái vật. Vô bot ơi, tôi hết máu chưa? Đi uống sữa đi nha. Mày uống nhầm nạp năng lượng vô, một cảm giác lại vô bot. Ôi trời ơi, bọn nó đông, vừa đông mà vừa mạnh nữa, quýnh nãy giờ chưa hết nữa. Bọn này nó lì quá. Tôi hơi mệt rồi, tôi hơi mệt rồi đó. Cần sữa không? Tôi đưa cho thêm. Thôi tôi có rồi, Ok, còn hai con, cuối cùng. Quánh, tôi đè góc con này đánh. Đó, cho. Ây da, coi chừng mà nó quýnh lại mình nữa nha. Quái sợ, tôi có sự vô mốt rồi. Hai đứa mình hợp sức lại là mạnh hơn nó liền, vô mốt à. Đấy. Ok. Rồi. Từ nãy giờ đi qua có mấy ải thôi mà thấy mệt để vô bot rồi. Không biết tiếp theo sẽ là quái vật gì nữa đây. Tôi sợ quá. Ơi, tính ra mấy con là mấy con gọi là lính thôi, không biết con bot nó sẽ như thế nào nhờ. Tôi sợ quá à. Nghĩ thôi thấy sợ rồi đó. Ok, để mình đi qua tiếp theo nha các bạn nha. Ok. Ôi, vô bot. Nhìn nè. Gì vậy? Ôi. Ôi, cái con gì mà tí ghê vậy? Trời ơi, nó bự quá. Trời ơi. Sợ rồi. Nó bự quá. Gì kỳ vậy? Vô bot ông, tại sao ông bỏ tôi? Ông không được bỏ tôi. Nó to hơn người tôi, làm sao tụi mình chiến đấu được? Trời ơi, ghê quá. Nhưng mà chúng ta phải giải cứu dân làng chứ. Ông nhìn nè, dân làng đang bị bắt nè, thấy không? Biết rồi. Với cái trách nhiệm cao cả như thế này, chỉ có mình ông mới có khả năng tiêu diệt con yêu quái đó. Đây, tôi sẽ đưa số vô bot còn lại đó. Rồi sau đó ông chạy đúng không? Đúng rồi. Sao ông bỏ tôi? Trời ơi, vô bot nhát gan quá bạn ơi. Thôi ông bên đó đi, để tôi. Rồi, đứng bên này tôi cổ vũ cậu nha. Ê, bây giờ tôi giải cứu dân làng rồi không? Tôi giải cứu dân làng cho cậu. Được. Tiêu diệt cái quái đi. Được rồi, vô bot cứ giải cứu dân làng đi. Để tôi tiêu diệt cái này. Rồi, để tôi. Trời ơi, chuyện nhỏ. Ê, con quái vật kia, tại sao ngươi lại bắt cóc dân làng, hả? Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì thịt của dân làng rất là ngon, ta rất thích ăn. Thì ra là ngươi muốn bắt cóc dân làng để ăn thịt sao? Nếu vậy thì ta không thể nào tha thứ cho ngươi được. Ta sẽ cho ngươi xem thế nào là sức mạnh của vô mốt. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ngươi có giỏi thì ngươi tới đây thử xem. Ta sẽ dùng cái chân của ta nhậm nát ngươi luôn. Không cần phải thách ta. Hãy xem đây sức mạnh vô mốt. Quái vật nè. Cố lên cậu ơi, tôi sắp giải cứu được dân làng hết rồi. Yên tâm, nó không quýnh được tôi đâu. Tiến lên, trời nó to hơn mình nữa bạn ơi, nhìn đáng sợ quá. Cố lên, không cậu, tôi tin cậu sẽ làm được siêu nhân vô bốn. Trời ơi, nó quýnh tôi còn được có 2 tim nè. Trời ơi, hơi bị nguy hiểm luôn nha. May mà có sữa vô mốt để tăng máu á. Năng lượng vô. Trời ơi, lại hết máu rồi, chạy tiếp, trời còn nửa tim luôn. Con này đáng sợ quá. Ủa, quánh gì kỳ vậy, sao quánh cái rồi nghỉ, chừng nào mới xong? Tại vì tôi vẫn còn yếu lắm, tôi cần phải học thêm nhiều sức mạnh nữa thì tôi mới đánh nhau được. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, con quái vật này nó quá mạnh. Hiện tại sức mạnh của mình vẫn còn yếu lắm, mình vẫn chưa mạnh bằng nó, cho nên mình không đánh nó được. Giờ làm sao đây vô bot? Cậu, tôi không biết là cậu có phải siêu nhân vô bot hay không nữa. Sao cậu quánh cái nó quánh cậu chết luôn vậy? Cái gì vậy? Á là tôi yếu lắm. Chứ tôi chỉ mới tập luyện được có vài sức mạnh thôi à. Ông phải chỉ cho tôi thêm thì tôi mới mạnh hơn được chứ. Nhưng mà con này có vẻ nó mạnh hơn tôi rồi. Vô bot chỉ tôi thêm sức mạnh nào đi. Thôi mệt ghê, bây giờ cậu giải cứu dân làng đi. Tôi thử đánh nó coi. Nó có mạnh đâu, nhìn này thôi chứ to xác thôi, nhìn nó yếu mềm chứ có gì đâu. Rồi, nè, cậu nói vậy nha, cậu lại gần nó quýnh cậu cái cậu chết queo cho mà coi nè, ngon đánh nó đi. Xạo. Căng con mắt ra mà xem nè, nhìn mấy cái người mà to xác này là yếu lắm. Này, nhìn tôi nè, sức mạnh của cái kiếm vô bot. Hay chưa? Đi đi. Đâu làm gì làm coi. Oh my god. Cái gì vậy? Trời ơi, chính xác là do cậu
Ủa? Sợ dòng kia. Cái gì ghê vậy? Trời ơi, vô mốt chạm nó cái nó chết queo luôn. Cái gì ghê vậy vô mốt? Trời ơi, xịn quá bạn ơi. Trời ơi, đúng là sư phụ vô mốt của tôi. Trời ơi. Vô mốt à? Ông hãy nhận tôi làm đệ tử đi. Tất nhiên rồi, tôi vẫn mãi là sư phụ của ông. À, tôi nói ông nghe, chẳng qua bây giờ tôi vẫn còn yếu là do tôi chưa học được thêm sức mạnh thôi. Bây giờ tôi chưa học thêm sức mạnh, tôi còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà hay, nói chung à, chúng ta cũng đã giải cứu được dân làng rồi. Hay, để mình đem mấy ông dân làng này về nhà nè. Hay, mấy anh dân làng yên tâm, đã có em với lại Yomot đây, bọn em sẽ đưa mấy anh về nhà. Ok bạn ơi, vậy là hiện tại mình và Yomot đã giải cứu được dân làng rồi. Và không biết để xem coi, sau khi tiêu diệt được con quái vật zombie này thì để xem coi mình có nhận được thêm sức mạnh nào không nha các bạn nha. Ok, để mình xem thử nha. Hey, nạp năng lượng vô mod ha. Ui, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, hiện tại mình đã có được bản sức mạnh này nè các bạn. Ôi vô mod ơi, nhìn tôi nè. Ui, tôi có được sức mạnh của lửa rồi. Wow, vậy tôi mạnh hơn ông rồi đó nha. Ui, ghê ta, ghê ta. Hey, ui trời, trời ơi, xịn quá các bạn ơi, sức mạnh của lửa nha. Ui, nhìn tôi nè, ngầu chưa vô mốt. Rồi, tôi biết rồi. Hay mấy bạn ơi, vậy là vừa rồi mình đã tiêu diệt con quái vật zombie và mình đã nhận được sức mạnh đến từ vô mốt, đó chính là sức mạnh lửa các bạn ơi. Không biết sắp tới mình giết thêm những con quái vật khác thì mình sẽ nhận được thêm những sức mạnh gì nữa đây. Mình đang rất là hồi hộp luôn các bạn à. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đây cũng đã rất là dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và mình và vô mốt sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của bọn mình đây. Và nếu như bạn nào mà muốn bọn mình tiếp tục quay thêm những video về cuộc phiêu lưu của bọn mình nữa thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ủng hộ cho vô mốt nha mọi người. Đây, vô mốt chào mọi người đi. Bye bye người, nhớ sợ vô mốt nhiều nha, để mạnh với tụi mình nha. Đúng rồi. Ok. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.